Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Shiruzo. Dòng xe được sử dụng bộ chuyển động Shimano Soza, đùi đĩa trục rỗng và chủ cũ người ta họ đã nâng cấp lên một cặp vành của Shimano R510 cực kỳ là ngon trang bị trên chiếc xe. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8,5 triệu. Đó, thì tất cả những cái option ở trên xe này nó cực kỳ là ngon trong cái tầm giá. Toàn bộ khung là khung nhôm, vẫn là cái ngôn ngữ thiết kế của Java với những cái đường mài đi mối hàn, nó tạo ra những cái cảm giác nó rất là luột là ở trên đường khung, rất là đẹp. Thương hiệu Java, một thương hiệu rất là quen thuộc và nổi tiếng của Ý, nó đồ Shiruzo mài hết những cái mối hàn này. Nhìn nó rất là cách điệu và cực kỳ đẹp. Đây là dây được chạy hết âm sườn rồi này, và có một cái bộ khung thiết kế kiểu khí động học cản gió để di chuyển trên đường có tốc độ nó tốt hơn. Càng được trang bị trên chiếc xe là càng carbon, và cái trọng lượng của xe nhôm nhưng mà cũng rất là nhẹ, chỉ khoảng hơn chục cân một chút. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là khung xe nước sơn thì nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ sắt xăm không để tránh khỏi. Mà về tổng thể xe như màu sơn thì cũng còn tương đối là đẹp. Thương hiệu Java được sử dụng bộ đè chuyển động Shimano Soza với 9 tầng líp và gạt đĩa trước với 2 tầng đĩa cho bộ 18 tốc độ khác nhau. Và cặp vành chủ cũ đã nâng cấp lên bộ vành cực kỳ ngon, bộ vành Shimano R510 rất là ngon. Mây ơi, các bạn nhìn cái mây ơi cực kỳ đẹp. Shimano thì từ trước đến nay như những cái hàng cao cấp như là XT hay là đua dây mây thì người ta cũng không làm mà mây bi vòng mà chỉ làm bi côn thôi. Nhưng mà cái bi côn trên những cái đợt hàng của Shimano cực kỳ tốt, rất là bền. Chúng ta phần là ghi đông, trên ghi đông của xe là sử dụng cũng được sử dụng bộ tay lắc của Shimano Soza với 9 speed này. Cái 9 nip ở bên này là nắp bồ là 2 tầng đĩa, 18 tốc độ khác nhau. Bộ phanh 3 mảnh là zin theo xe này. Đằng trước cũng là Shimano cặp R510 đi trục rỗng, đi nghĩa trục rỗng. Mình sẽ vào đo size của... có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa yên với tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 63-64 đến 73-74 thì phù hợp. Chuyển động 9 nít 2 đĩa đồ Shimano Soza, chuyển động rất ngon này, các bạn nhìn trên hình nên xuống rất là nhẹ nhàng. Thì, chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác video lần sau.